Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shop Công Tokyo đây. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giày đá bóng đang rất là hot trong thời gian gần đây và được rất nhiều anh em săn đón. Đó là đôi Nike Vapor 15 Academy phiên bản TF dành cho sân cỏ nhân tạo. Vậy thì tại sao nó lại hot đến như vậy? Thì bây giờ mọi người cùng em đi tìm hiểu chi tiết đôi giày này nhé. Ngay từ cái cảm quan ban đầu thì em thấy đôi này được thiết kế màu vàng đồng, trông khá là bắt mắt. Cái phần phía trên này được sử dụng chất liệu da tổng hợp để tăng cái độ bóng bẩy của đôi giày này lên. Cái chất liệu da tổng hợp của đôi này thì được làm từ vật liệu tái chế cao cấp của nhà Nike nên nó khá là mềm và nhẹ. Phần đế của đôi giày này thì phần đế bằng cao su được tích hợp công nghệ e-zoom, và em nghĩ đây cũng chính là cái điểm đáng giá của đôi giày này. Vì cái công nghệ E của nhà Nike thì nó quá là nổi tiếng rồi, vì họ đã sử dụng nó trên rất nhiều đôi giày như kiểu Air Force One hay Air Max để tạo ra sự êm ái, thoải mái khi mà di chuyển. Nhưng với công nghệ E Zoom này đã có một sự cải tiến mới trên đôi giày này, là nó sẽ tạo ra cái độ đàn hồi cao hơn để chúng ta có thể bứt tốc và chạy nhanh hơn khi mà tham gia bộ môn đá bóng, phải chạy nước rút với đối thủ, với tiền đạo đối phương hay là với hậu vệ đối phương. Ngoài ra thì còn một cái điểm cải tiến nữa ở trên đôi này là nhà Nike nó đã thiết kế cái form của đôi này fit hơn một chút, và nhưng nó sẽ không bị bó quá khi mà chúng ta đi true to size, thì nó không bị rộng cũng như là không bị bó chặt quá. Chúng ta sẽ có cái cảm giác thoải mái nhất khi mà tham gia đá bóng. Mọi người có thể nhìn tổng quan đôi giày này đây. Sản phẩm bên em thì là sản phẩm được order chính hãng tại Nhật, nhưng mà sẽ có tem tag đầy đủ. Mọi người có thể yên tâm khi sử dụng hàng của bên em. Nếu như mọi người quan tâm đến những cái mẫu giày bóng đá như thế này thì có thể liên hệ với cả bên em qua đường link bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã chú ý vào xem.